Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Ngân. Các bạn có biết mình đang đi đâu không? Đó là một quyết định rất táo bạo của mình. Đó là trường hợp của mình nên dùng túi nano chip linh hoạt và kích thước là 300cc. Và bác sĩ còn nói đó là hiện tại bây giờ có thể mổ nội soi qua đường ngách và đây là cái biện pháp mà tối ưu nhất hiện nay. Hy vọng là mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Không sao đâu. Mọi can đảm, mọi dũng cảm đều lấy hết ra để ngày nay dùng. Mới mổ xong rồi, cảm giác bây giờ thì khá là đau nhưng nghe bác sĩ nói là rất là thành công. Mình nghĩ là những ai đang có ý định mà còn sợ sệt thì các bạn đừng sợ, hãy như mình. Sáng dậy thì chị y tá cũng mang một cháo đến, sau đó bữa trưa thì tiếp tục vào đi ăn cháo và có sữa. Thậm chí là các chị rất là nhiệt tình, chu đáo, có cả nước cam. Có thể nói là về phục vụ thì không chê được một chút nào. Bác ở có tủ ăn nhỉ? Một người chạy em hết rồi. Không. Này. Chị đã ăn chưa? Em đói bụng quá. Suốt ngày chỉ thèm đồ ăn thôi. Hôm nay là ngày thứ tư rồi. Trong người cảm giác khá là dễ chịu, thoải mái. Chỉ còn hơi một chút tức tức ở vết mổ thôi, nhưng mà mình thì cảm thấy mình có thể ra viện về nhà hoàn toàn tự làm được mọi việc rồi. Nhưng các bác sĩ đây quá là nhiệt tình và bảo mình nên ở lại thêm một vài hôm nữa, một hai hôm nữa để các bác sĩ chăm sóc tốt hơn. Có một chút gì đấy không quen nhưng mà lại thấy rất thích thú vì đúng cái ước muốn của mình là tự nhiên nó to ra. Thật sự là thích. Sau cái chút kia thì sờ vào thì thực là không biết nó ở đâu ấy, và bây giờ chỉ là trong giấc ngủ thôi, vô tình đặt tay lên thì cũng đã thấy khá là giật mình ấy. Bác sĩ có nói là chiếc áo định kỳ này sẽ giúp định kỳ khuôn ngực của mình đẹp hơn và nên mặc nó tối thiểu trong vòng một tháng. Lúc đầu mặc vào thì cũng có chút hơi khó chịu ấy, nhưng mà dần dần thành quen, chỉ mất một chút thôi, một lúc thôi thành quen và vậy cảm thấy nó rất bình thường. Cho đến giờ lúc này đã có thể khẳng định là mọi việc đã đúng theo cái
Và quan trọng nhất là đến hôm nay khi mình nhìn thấy cái kết quả, kết quả của ngày hôm nay thì không hề thấy đau đớn một chút nào cả. Còn có người hỏi nâng ngực có tốn kém không? Làm đẹp tất nhiên là phải tốn kém rồi. Nhưng mà còn một cái điều mình cảm thấy tốn kém hơn là sau khi mình làm rồi thì gần như mình phải thay hết toàn bộ bộ đồ ngày trước mình đã mặc. Và trước khi làm, trước khi thực hiện ý, thì một vấn đề mình cũng rất là băn khoăn, lo lắng. Đấy là cái vết sẹo ở đường mộc, ở vết mộc. Nhưng mà cho đến ngày hôm nay, mới một tháng thôi, thì cái vết sẹo đấy nó đã mờ, rất rất mờ rồi. Không có chút nào lo lắng nữa. Mình có thể tham gia những cái hoạt động thể thao, ví dụ như đi bơi hay là tập yoga, và cảm thấy không có chút trở ngại gì cả. Và đến hiện nay, cho đến ngày hôm nay thì thực sự là trải qua một quá trình như vậy thì mình cảm thấy vô cùng hài lòng với quyết định của bản thân.